Dạ, xin chào ạ. Có hai điều mà A Phụ một lần nữa ngộ ra trong dịp cuối tuần đầu tháng 4 2024 là tầm sư học đạo luôn gian nan và ngày chơi nào cũng lắm công phu. Sáng thứ Bảy 6 tháng 4 2024, anh bạn Lê Vi Đông, sếp tại một công ty công nghệ có số má ở thành phố Hồ Chí Minh, rủ rê A Phụ đi cà để phê một phát. Số là chuỗi cà phê C cấp của hai vợ chồng bạn có tổ chức một buổi workshop về nghệ thuật pha và uống cà phê phin, kết hợp tám với nhau về thú nghiện cà phê, thậm chí chơi cà phê. Lần này, workshop thân hữu dành cho 7-8 khách mời là bạn thân được tổ chức tại một quán C cấp bên phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Từ nhà A Phụ ở Hồng Kông bên Hồng Chợ Lớn tới khu đô thị Phú Mỹ Hưng hơi bị xa. Bạn Đông chu đáo cho xe đến nhà đón A Phụ, vừa đỡ tốn tiền xe nè, vừa tránh được cái nắng nóng kinh hồn phương Nam đầu tháng 4 2024 có thể làm ảnh hưởng đến làn da mịn màng châu Á nguyên bản của A Phụ đó nha. C Cup là chuỗi cà phê thuộc công ty cà phê C Cà Phê của vợ chồng bạn Đông. Cho đến nay, chuỗi này đã có được 6 quán tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có một quán nhượng quyền và một quán tại Buôn Ma Thuột. Hai vợ chồng bạn Lê Vi Đông và Dương Nữ Thiên An, vốn là sếp của công ty công nghệ thông tin An Phát tại thành phố Hồ Chí Minh. Công ty này năm nay tròn 20 tuổi rồi đó. Vốn mê cà phê, hai vợ chồng IT này lại có những cơ duyên đẩy mình vào thế giới cà phê. Người từ Sài Gòn lên Tây Nguyên mua đất trồng cà phê thì đông như quân nguyên vậy. Nhưng hầu hết là thu hoạch cà phê bán cho thương lái. Chỉ có vài ba người lại đam mê viết lên những câu chuyện cà phê từ A đến Z. Khởi nghiệp cà phê như vợ chồng bạn Vi Đông Thiên An. C Cà Phê có câu slogan là From Farm to Cup, từ nông trại đến tách cà phê. Công ty xác định ngay từ đầu là làm cà phê đặc sản và cà phê sạch. Cà phê sạch từ khâu canh tác, thu hoạch, chế biến cho đến khi ra thị trường đến tận tay người dùng cuối. Vì là cà phê đặc sản sạch nên C Cà Phê còn phải làm sao đưa được đến tay người uống loại cà phê nguyên chất, nguyên bản với chất lượng cao nhất có thể được và đem lại cho người uống cà phê trải nghiệm thưởng thức cà phê với hương vị nguyên bản. Loại cà phê mà C Cà Phê trồng là cà phê đặc sản Robusta. Đôi bạn cùng tiếng Vi Đông Thiên An tâm sự là họ muốn chung tay góp phần vào những nỗ lực đưa cà phê đặc sản Robusta Việt Nam ra chinh phục thế giới. Họ đặc biệt quan tâm đến các thị trường mà bao đời nay vốn quen uống cà phê Arabica như ở Hoa Kỳ, châu Âu. Hiện nay, C Cà Phê đã mở cửa hàng trên nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới Amazon. Và để đa dạng hóa sản phẩm, C Cà Phê hiện bán cà phê đặc sản cao cấp đạt chuẩn File Robusta với các dạng cà phê rang nguyên hạt, này, cà phê xay, cà phê pha túi lọc, cà phê pha phin giấy. Giờ hiện nay là cái giá cà phê mình bán ở đây như thế nào? Dạ, hiện tại một ly cà phê mình bán cho khách hiện tại ở đây thì đang là mặt bằng trong là thấp hơn so với các quán khác. À, tức mình sử dụng cà phê cao cấp nhưng Dạ. bán với giá là thấp hơn mặt bằng chung. Dạ, đúng rồi. Mình à? xài hạt cà phê sẽ là từ chất lượng cao cho tới hai rô. À, đó là lợi thế của mình là cà phê nhà trồng hay sao? Dạ, đúng rồi. Tại vì mình có farm và mình kiểm soát được chất lượng và mình kiểm soát À. quá trình trồng trọt. À. Nên mình không có bị ảnh hưởng nhiều về cái vấn đề mà cà phê nhân xanh tăng giá, nguyên liệu à tăng giá. à à Dạ. tức là mình chủ được cho nguyên liệu. Dạ, dạ đúng rồi. À, nhưng mà cái như vậy cái giá là giá thống nhất luôn cả cái chuỗi ở trong thành phố này hay ở thành phố này hay Dạ sao? đúng rồi chú, thống nhất luôn. À, Dạ. rồi cảm ơn nhé. Dạ. Anh đã có cái sản phẩm là pha đun gói đấy, uống được đấy. Để cho chị có. Bây giờ em chào mọi người. Nói chung là em rất là vui mọi người, em rất là vui mọi người hôm nay mọi người tới rất là đúng giờ hơn em nữa. Thì cái buổi workshop mà hôm nay á thì em cũng muốn là giới thiệu cho các anh chị là biết được là cái cách pha cà phê như thế nào, cái cách thưởng thức cà phê như thế nào cho nó đúng cách, cho nó đúng cái điệu cà phê Việt Nam mình. Thì trước đây thì bên em đã làm một vài cái cuộc sống rồi và các họ hàng họ cũng rất là thích. Thì hôm nay em nghĩ là em cũng muốn là nhân rộng cái này ra, cho nên em cũng muốn là quảng bá cái phần cuộc sống này ra với khách hàng nhiều hơn. Cho nên là em có nhờ mọi người đến và trong cái buổi này á, thì em cũng có xin phép mọi người rồi, em có thể quay phim với chụp hình và em có thể sử dụng một số hình ảnh này để đăng lên với cái trang mạng của C Cà Phê thôi. Thì em cũng cảm ơn, rất là cảm ơn tất cả với anh chị và tất cả mọi người đã đến đây ngày hôm nay. Thì hôm nay em cũng lương tiện là em giới thiệu với mọi người về cái chuỗi
cái sản phẩm siêu cà phê của em thì có một cái chuỗi siêu cấp, cái chuỗi cà phê, các cái quán cà phê siêu cấp thì em cũng đã em cũng đã rất là có duyên mời được Martin là trước đây là COO của Starbucks Hồng Kông và Starbucks Việt Nam thời gian rất là dài, và bác cũng rất là, em rất là ngạc nhiên là bác cũng đồng ý về đây để mà xây dựng, để đưa cái chuỗi cà phê siêu cấp của em đi lên. Rồi, em sẽ giới thiệu một chút xíu bản thân. Em là Tuấn ạ, em là nhân viên ID của C-Cafe. Em làm trong ngành cà phê khoảng 8 năm và 4 năm trong ngành cà phê chất lượng cao. Có những cái tổ chức hàng đầu về cà phê là hai tổ chức SCA và CQI. Sẽ có những cái lớp học và chứng chỉ và có giá trị bên toàn cầu. Em sẽ có hai cái chứng chỉ, là thứ nhất là về kiểm định nhân sản là Q-Redder Robusta. Trên thế giới có khoảng tầm 300 người thì em là may mắn là một trong 300 người đó. Nữa thì em sẽ có bằng professional của roasting, là rang cà phê, mức độ cao nhất của tổ chức cà phê thế giới. Thì em gắn bó với Si được 4 năm. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người pha cà phê Si cà phê của Việt Nam mình với một cái cách làm của Si. Mọi người thấy là ở trên bàn mình có rất nhiều dụng cụ đúng không ạ? Khi mà ở nhà thì mọi người có pha cà phê phức tạp như thế này không ạ? Ở nhà chắc là mình có pin kèm nó nước và cà phê. Trước khi em đi vào giới thiệu về cà phê Si cà phê cũng như là dụng cụ thì mọi người có thể tự giới thiệu bản thân mình một chút xíu để có thể kính lắm đi. Mời anh ạ. Để giới thiệu tế là một chút xíu bản thân mình, nếu mình có thể. Chắc là người trẻ nhất ở đây. Tôi làm công tác nghiên cứu sử học. Bây giờ bà xã rồi. Thì chắc mọi người cũng quen nhau hết rồi. Chúng ta chẳng có gì sâu sắc hơn đâu, nói chung là dễ được rồi. Cảm ơn rất nhiều. Mình tên là Hà, mình là bà xã của ông Vượng. Đấy, anh Vượng thì mình cũng giới thiệu thêm một tí là vừa nhà sử học nhưng mà anh cũng bắt đầu viết và anh đã có cuốn sách là Ký ức chiến trận, rất là thú vị. Và chắc chắn là mọi người, nhất là những cái thế hệ như là của mình ấy, thì là đều rất là thích nó, thì rất là mong mọi người. Và hai nữa là anh Vượng rất là thích cà phê, đặc biệt là cà phê Si. Chi mà nó bị sai. Còn lúc giờ thấy cầm cái này xong rồi. Còn mình thì vốn ngày xưa thì cũng là giáo viên nhưng mà sau kinh doanh, nhưng mà mình cũng rất là thích cà phê và sáng nào cũng phải có một cốc cà phê. Mình cũng rất là thích cà phê Si Cup. Em có tới đường có cửa hàng của chị Hà mấy lần. Set up máy móc cũng như là làm cà phê. Đấy, trước bạn An cũng hỗ trợ bạn Tuấn giúp. Rất cảm ơn mọi người. Em xin chào mọi người. Em là tên là Ngọc Linh. Em là bạn của Long. Có duyên gặp chị An hôm nay được đến đây thì rất là cảm thấy là rất là vui, và khi mà đến cái buổi workshop thấy một cái gì đó rất là mới lạ đối với em. Trước đây á, em cũng có một chuỗi cà phê ở tại Đà Nẵng tên là Robin, thì là hàng đậu lâu và cái hàng cà phê á bán lấy như vậy. Thế hiện tại thì nó chỉ còn một quán thôi. Thì đến với Si cà phê rồi chỉ là mới bắt đầu, nhưng mà cảm thấy là chị An có một cái tâm huyết và một cái gì đó đó nó làm cho mình cảm thấy đó là thực sự là cái tinh thần, cái sự đam mê, rồi những cái đầu tư, những cái chỉnh chu rất là từ những cái nhỏ nhặt, thì em cũng thấy là cái buổi hôm nay rất là giá trị. Dạ, xin chào mọi người, em tên là Trương Dị, chắc là một nhỏ nhất ở đây. Dạ. Thì em ngành nghề chính của em là thiên nhiên mình hết, nhưng mà có một cái bạn nhỏ là theo em là tin vào kênh Facebook TikTok, thì hôm nay cũng nhờ gọi chị An đến kiểu thì em vừa trải nghiệm cái buổi workshop hôm nay biết về phê của ta cà phê thì
Điểm này thì chào mọi người. Ở đây thì đa số là rất là nhiều cái gương mặt quen từ Thị An Đông, từ Nhãn Nghi, Thị Hà, người giới thiệu em là Bông. Thì trong quá khứ em làm cái công việc liên quan tới nghệ thuật, thì em cũng viên và em có một cái hướng phát triển trong ngành ẩm thực, và em cũng tình yêu với ngành ẩm thực, đặc biệt là tất cả những gì mà liên quan đến giá trị sản vật của Việt Nam, văn hóa, đất nước, con người và những gì là tự nhiên, nó thuần Việt thì rất yêu thích. Thì trong cái mảng thực ấy, thì em đã được mọi người biết tới nhiều, nhưng mà trong mình mảng ẩm thì em đang nghiên cứu và em đang học hỏi, và hôm nay em đến với Si để tham gia cái buổi workshop và có tìm những kiến thức về cà phê. Xin mời nào. Mình với gia đình với nhau thì chắc là mọi người cũng biết nhau hết, còn biết đi rồi. Thì là CEO của GE Production với lại Epoch Production của Catena tại Việt Nam, tức là chuyên sản xuất tất cả những nhiều phim quảng cáo và những cái chương trình trên truyền hình. Thì đấy là cái công việc chính. Và ngoài ra thì có một cái niềm đam mê vô cùng với tất cả những cái gì thuộc về sản phẩm Việt Nam. Và nhìn thấy ở phim Catena khi mà bắt đầu cái dự án này thì bạn đi từ những cái hạt mầm đầu tiên, bạn đi gieo những hạt mầm đầu tiên, và với cái sự đam mê trải qua rất là nhiều năm tháng như vậy ở trên Nguyễn Nhà Si, thì mình thấy được cái sự hình thành phát triển lên một cách rất là bền vững và sâu sắc. Thì đấy là một cái điều mà tại sao mình ngày hôm nay hiện diện đây, mặc dù là bị giảm một cái loại một cái hợp đồng mà không được xuất hiện đồng, nghĩa là có cái chữ cà phê, nhưng mà mình vẫn đến với cái nghĩa là một cái người bạn thân, và cảm thấy rằng là bạn đã truyền cho mình cái cảm hứng là khi mình đi cái gì, mình đến với cái gì, mình đến từ những cái nhân bản nhất, và mình gieo từ cái hạt trồng lên, thì cái lịch sử đó nó sẽ để lại cho con cháu, cho dòng họ, và thậm chí là cho giá trị những sản phẩm Việt. Cho nên xin chúc cho Si càng ngày càng phát triển và thành công. Thì anh xin được phép gửi lời chào đến tất cả quý anh chị và mọi người ở đây ạ. Thì hôm nay thì mà cũng may mắn, không may mà cũng thành may, cứ ngỡ đến không được không ạ. Nhưng mà cuối cùng đi trễ mà không đến được gì á, mọi người cảm ơn là không đến. Thì cũng may mắn là được biết đến Si, biết đến anh chị ở đây. Và trước đây cũng đã từng tham dự một cái buổi khai trương cùng chị Giang My cũng như anh và cũng như các anh chị ở đây. Thì rất là thích, từ hôm đó thì đã theo dõi suốt quá trình Si. Từ cái ngày hôm đó thì thấy Si luôn luôn phát triển, và thấy anh chị rất là tâm huyết với cà phê, nên là rất là yêu thích. Và có cà phê thì không chỉ riêng mình Việt Nam thì ai cũng yêu thích đúng không ạ? Cho nên là hy vọng là Si sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, và Du cũng mong là mình sẽ có cơ hội nhiều hơn để đồng hành cùng với Si. Cảm ơn phát biểu của mọi người. Thì hôm nay sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách làm phim Việt Nam với cái phong cách của Si Cà Phê, và với những cái dụng cụ trên này thì tại sao nó phức tạp như thế, thì nó sẽ có những cái công dụng riêng của nó, và nó sẽ giúp cho ly cà phê của mình như thế nào. Thì đầu tiên thì bên Si Cà Phê của em thì đi về cái hướng là from farm to cup. From farm to cup, tất cả những cái thứ, những cái loại cà phê ở trên bàn anh chị đến cái lúc này mình uống thì đều từ nóng chảy, để em tự làm từng bước, và nó sẽ có những quy trình rất là dài, và những quy trình đó sẽ có những cái thông số kỹ thuật bắt buộc để đảm bảo, thứ nhất là mặt tốt cho sức khỏe, nhưng mà trong đó vẫn có những cái nguy hại. Thì cái việc làm của người nghiên cứu thì phải hạn chế cái việc gây hại của các cái đến với sức khỏe của người tiêu dùng, nhưng mà vẫn phải đảm bảo chất lượng tới. Thì cái quy trình đó thì bên này kiểm soát rất là chặt chẽ. Chút xíu nữa mình sẽ đi vô cái phần mà tại sao cà phê nó ảnh hưởng tốt và xấu như thế nào với sức khỏe người tiêu dùng, và mình làm sao để mình hạn chế cái sự ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Thì đầu tiên hôm nay thì anh sẽ giới thiệu qua một chút xíu về phần dụng cụ trên bàn của mình. Mọi người sẽ có một cái bộ dụng cụ trên bàn ha. Mọi người có thể chụp cho anh một cái tấm ảnh của cái chỗ làm của mình đúng không ạ? Để chút xíu nữa mình làm xong rồi xem cái chỗ làm của mình có biến thành bãi chiến trường không. Anh là tránh thủ năng thèm mình chụp trước ạ. Trước tiên thì là cái phim cà phê của bên em thì nó sẽ có chất liệu là bằng nhôm, và nó khá là mỏng. Mục đích của nó là để cho không có hấp thu quá nhiều nhiệt độ của nước, dẫn tới là cà phê nó mất nhiệt độ khi mình pha. Đó là một cái ưu điểm của nó. Thứ hai là mọi người á, khi mà mọi người nhấc cái nắp lên, mọi người giúp em nhấc cái nắp lên, mọi người sẽ thấy là cái phim của mình sẽ thiếu một cái.
miếng chẳng. Dạ, hiểu cái miếng chẳng luôn ạ. Thế thật sự á, mọi người có thể cho anh biết một chút xíu, nếu mọi người pha ở nha, mọi người dùng cái miếng chẳng này thì làm gì? Để nếu nước mà xuống từ từ, bên lại nó ngấm cà phê. Dạ, nó phân bổ trong đều nước ra. Còn anh chị nào có ý tưởng gì với cái nước chẳng này không ạ? Nó ép cà phê, nó ép cà phê tốt hơn. Dạ, nó ép cà phê lại cho nó chảy chậm hơn đúng không ạ? Đúng rồi. Thì khi mà chúng ta ép cái cà phê nó lại cho nó thành khối, nó chảy chậm hơn thì cà phê nên chiết xuất sẽ rất là lâu, có khi là từ 10 đến 15 phút mình mới xong đúng không ạ? Thường thường ở nhà mình sẽ pha và nó khá là lâu. Nhưng mà ở trong cà phê khi mà chúng ta pha lâu như thế, nó sẽ có những vị đắng và chát, khô, và nó sẽ những cái vị đó là những vị tiêu cực không mong muốn trong cà phê. Cho nên là khi mà chúng ta dùng cái đó sai cách thì chúng ta sẽ gây ra cái ly cà phê vì khá là tệ, cho nên là xin cà phê sẽ không dùng cái lượng ga đó. Và thấy vì việc là nó phân bổ nước đều thì chúng ta sẽ dùng cái ống rót nước này với một cái vòi dài, nó sẽ làm cho cái dòng nước của mình được điều tiết đồng đều hơn và không ảnh hưởng đến chiết xuất của cà phê. Yeah. Và rút ngắn cái thời gian pha cà phê của mình lại, cho nên là với si cà phê chúng ta chỉ từ 4 đến 5 phút là chúng ta sẽ có một ly cà phê, nhưng mà vẫn đảm bảo được chiết xuất đầy đủ từ vị tích cực và những cái thứ ngon lành trong cà phê, và chiết xuất đầy đủ caffeine ra, nó không thiếu, dẫn tới chúng ta được tỉnh táo khi uống cà phê. Nó là một cách, cái này được gọi là một cái filter, nó là một cái bộ lọc. Nhưng mà khi mà chúng ta không có dùng giải lọc như là V60 thì chúng ta sẽ lấy được cái chất béo bên trong ra, dẫn tới là uống ly cà phê phin của Việt Nam mình á, cái độ ngầy của nó sẽ rất là cao, mọi người sẽ thấy là độ ngầy, độ béo của cái phin Việt Nam rất cao. Còn với cái phương pháp V60 thì nó sẽ uống thanh sạch hơn và mùi hương tốt hơn. Dạ. Thứ hai nữa là cái máy xay, cái này nó rất là quan trọng. Các anh chị thấy là ở trong này á, thì nó sẽ là cà phê ở dạng hạt. Cà phê ở dạng hạt thì nó giống như một cái khoáng chứa tất cả những cái mùi thơm và chất lượng bên trong hạt cà phê vậy. Và nó giữ lại bên trong. Khi chúng ta xay ra thì chúng ta sẽ được cái hương vị tươi mới nhất. Còn nếu chúng ta dùng ở nhà bồn thì phần nào đó nó sẽ mất đi. Cho nên anh sẽ khuyến khích mọi người là nếu mà dùng ở nhà thì hãy dùng dạng hạt, và dùng đến đâu thì xay ra đến đó. Chúng ta sẽ được cái chất lượng tốt nhất của cà phê ngay lúc đó. Và nếm pha trong vòng 15 phút đầu tiên khi xay ra, đừng để quá lâu, cà phê nó sẽ bị mất mùi hương và oxy hóa, nó sẽ xấu đi. Thứ ba nữa thì những cái dụng cà phê thì chúng ta nên bảo quản ở nơi tránh ánh sáng, tránh không khí và ngóc kín, thì để giảm bớt sự oxy hóa và mất đi chất hợp hợp chất hữu cơ bên trong cà phê. Rồi cái bình hoa để trang trí nha mọi người. Ở nhà không cần bình hoa. Bên dạ, nhiệt kế mọi người sẽ thấy ở trên ấm rót nước sẽ có nhiệt kế, nó sẽ đảm bảo cho chúng ta nhiệt độ chiết xuất để khi nào chúng ta cũng pha được một ly cà phê ngon. Ví dụ như ở nhà chúng ta không dùng những dụng cụ gì cả thì đôi lúc hôm nay mình pha được ly cà phê rất ngon, nhưng mà buổi chiều đi hoặc là sáng ngày mai lại chúng ta không thể nào pha ra cái ly đó, xong rồi cứ đem cái ly cà phê ngon đó đi kể với mọi người là hôm đó pha được ly cà phê ngon lắm mà pha mãi pha không cả. Thì với những dụng cụ như thế này chúng ta sẽ lặp lại được cái ly cà phê ngon như thế, và không cần phải làm phiền đến tổ tiên, tại vì khi nào pha phải nhờ tổ tiên phù hộ để pha ra cái ly cà phê ngon. Nhưng mà nhiệt độ như vậy, nhiệt độ tốt nhất là bao nhiêu? Dạ, nhiệt độ để tốt nhất để pha cà phê là 90 đến 96 độ C. Dạ, nó sẽ là một cái nghiên cứu về việc trích ly của cà phê bên trong. Thứ hai nữa là một cái bài nghiên cứu một cái bài nghiên cứu khách hàng với một cái nhiều khung nhiệt độ, thì cái recommend cái phản hồi của khách hàng ở khung nhiệt độ 90 đến 96 là tốt nhất cho khách hàng với hương vị. Còn về nghiên cứu về trích ly thì đó là một cái nhiệt độ mà trích ly những cái chất tốt nhất, và những cái vị xấu thì nó không có ra đó. Cho nên là đó là một cái nhiệt độ phù hợp để pha cà phê. Ở dưới này có cái nút thì mình bấm lên thì nó sẽ hiện trên nhiệt độ. Nó có hai chế độ là anh chị có thể dùng độ C và độ F. Nhấn một cái thì là độ F, nhấn cái thì về độ C. Và cái này chính là vũ khí tối thượng, cái cân. Bên cạnh có cái nút, mình bật nó lên. Nút bên phải là để khởi động. Thì cái cân này để chúng ta lặp lại được cái ly cà phê ngon như hồi nãy em nói. Ví dụ như hôm buổi sáng mình pha 80 g, thì buổi chiều mình pha 80 g, thì đúng là cái hương vị mình mong muốn.
Thì bây giờ em sẽ làm trước một phim và sau đó mọi người sẽ xem, và chút xíu nữa sau khi em làm xong mọi người sẽ bắt đầu làm cái phim của mình này và trải nghiệm xem cái phim lần đầu tiên mình làm theo cái cách của CKP thì nó sẽ như thế nào. Rồi, đầu tiên em sẽ khởi động cái cân lên nè và đặt cái máy xay lên. Rồi, thường thường thì mọi người sẽ uống cà phê vào buổi sáng đúng không ạ? Đây sẽ kết hợp tập thể dục buổi sáng. Và chúng ta sẽ dùng 20g bột cà phê. Nó sẽ là một cái khối lượng an toàn. Dạ bên hông ạ, bên hông có một cái nút bật xuống. Dạ rồi. Khi nó đủ 20g thì chúng ta đẩy cái tay quay vô. Và chúng ta bắt đầu tập thể dục buổi sáng. Cái này mỗi người buổi sáng uống 1-2 phim là uống nhiều quá quay cho mỏi tay. Dạ, và mọi người nhớ là mọi người cầm ở dưới này nhé, mọi người đừng có nhấn vào cái nút. Nếu mà nhấn vào đấy thì nó sẽ thay đổi cái kích cỡ xay dẫn tới là nó sai. Thì với một cái máy xay này thì chúng ta có thể phá được nhiều phương pháp phá khác nhau. Có thể xay mịn và xay khô. Nhưng mà thường là mình sử dụng xay mịn hay xay khô? À, dạ, phương pháp phá phim thì chúng ta sẽ dùng cái mức phá, mức xay mịn hơn. Và những phương pháp phá thủ công thì chúng ta sẽ dùng phương pháp phá kích cỡ xay khô. Như vậy với xay cà phê là mình xay theo phương pháp xay mịn. Dạ đúng rồi. Ví dụ xay ngày ngày có phải là dùng espresso không hay là dùng pha phin bình thường? À dạ, nó là pha phin ạ, nó sẽ thô hơn espresso. Dạ. Nó sẽ nằm giữa espresso và những phương pháp thủ công. Dạ. Tức là mịn hơn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà không mịn quá phải không? Dạ đúng rồi. Mịn vừa phải. Nó sẽ giúp mình cho cái xúc của mình tốt, okay, và không có vị đắng, không có vị chát. Rồi sau khi mình pha, mình quay nó nhẹ tay thì nó đã hoàn thành. Mình đặt nhẹ cho nó bớt tình điền và mình thử nó một xíu. Dạ. Sau đó mình cho hết tất cả cái bộ dụng cụ phim của mình lên. Rồi mình bấm nút bên phải cho tất cả về không. Dạ. Sau đó, cảm ơn em. À, nhiệt độ của nước hiện tại đang là 96 độ thì em sẽ cho nó hạ xuống một xíu. Dạ đúng rồi. Xuống bao nhiêu? Dạ trong khoảng 90 đến 96 độ C là được rồi. Nhưng mà chúng ta không nên quá cao, không nên quá thấp, phải giữ rất là tốt nhất. Rồi thì đấy chính là cái lúc mà cà phê thơm nhất mọi người. À, khi mà xay xong cà phê là lúc này là cái mùi hương của nó rất là tốt nhất có thể, mình sẽ ngửi nó. Đây, mịn vừa phải chứ không mịn quá mà không được thô. À, mọi người có thể quan sát em làm sau đó rồi mình có thể làm, rồi sẽ có những bàn hướng dẫn cho mình luôn cho nó dễ hơn nè. Dạ. Sau đó em sẽ cho tất cả cái bộ cà phê mình vừa xay xong cho vào cái phim của mình. Dạ. Đặt xuống và lắc nhẹ cái phim để cho cái bề mặt nó phẳng ạ. Chút xíu nó sẽ giúp cho cái việc rót nước của mình tốt hơn. Rồi, cho cái pin lên và cho tất cả về không. Anh sẽ rót nước thành hai lần. Lần đầu tiên sẽ là rót 40g nước, 40ml nước nếu anh chỉ dùng cái đồng ml. Và sẽ rót lần đầu tiên trong vòng 1 phút, đợi 1 phút rồi chúng ta rót lần hai. Khi chúng ta xay cà phê ra, cái lượng CO2 bên trong cà phê nó sẽ là cao nhất, tối đa. Là cái sự tươi mới của cà phê thì chúng ta sẽ thấy có những cái bóng bóng khí nó bung lên. Rồi anh sẽ bắt đầu rót nha. Và mọi người sẽ ở nhà mọi người hay gọi đó là lúc chúng ta ủ cà phê, nhưng mà thật sự nó là cà phê đang nở ra, những cái bóng bóng CO2 nó thoát ra. Rồi và chúng ta đợi một phút. Đợi một phút này để làm gì? Nước nó sẽ từ từ ngấm vào bên trong cà phê, đi qua thành tế bào và chiết xuất những cái bên trong cà phê như là đường, axit, muối khoáng và mùi hương chiết xuất xuống cái ly của mình để chúng ta có tất cả những cái mình muốn. Và trong cái ly này có khoảng từ 5-7% là cà phê, còn lại là nước. Với espresso thì có khoảng 10% là cà phê, cho nên espresso là một thứ cà phê rất là mạnh.
sau khi đợi khoảng một phút em sẽ rót nước lần hai. Lần này chúng ta sẽ đếm hết tất cả những thứ mà nó đã được hòa tan ra ở lần đầu tiên mình rót xuống, ta chia thành hai lần như thế. Rồi, em sẽ bắt đầu rót nước ạ. Mình sẽ rót nhẹ nhàng và mình rót 40 gram nước lần thứ hai, tổng cộng là 80 gram nước. Thì nếu mà xét theo tỷ lệ thì nó là tỷ lệ 1 cà phê và 4 nước. Và chúng ta sẽ đợi trong vòng 45 phút thì cà phê nó sẽ chảy xong. Khi mà nó mình rót nước xong, mình có thể đậy cái nắp lại, hạn chế những cái dị vật nó bay vào trong cà phê và nó sạch sẽ cho lần tiếp theo của mình, nó không có bị vướng mùi của lần sau. Cho lần sau ạ. Khi mà cà phê tiếp xúc với môi trường không khí bên ngoài thì nó sẽ rất là nhanh bị oxy hóa, nó sẽ dính cái mùi khó chịu vào đây, cái mùi ói dầu anh chị, cho nên là mình sẽ phải vệ sinh nó cho nó sạch sẽ. Đúng mọi người, tại sao khi mà em đẩy cái này lại thì em không nói là nó làm giữ lại cái mùi hương. Em quan niệm của mình là đôi sẽ có một số người là nói mình đẩy lại để cho cái mùi hương nó giữ bên trong, đúng không ạ? Thế tại sao em không nhắc đến việc đó? Anh chị đang em hỏi lại đi. Dạ. Em quyết tâm luôn rồi, em quyết tâm. Dạ. Thì khi mà mình đẩy nắp lại thì anh nói là để cho tránh gì bật nó bay vô trong, ảnh hưởng đến ly cà phê của mình. Nhưng mà sẽ có một số anh chị nghĩ là nó sẽ giữ lại cái mùi hương nữa, chứ không phải là chỉ là để cover lại thôi. Thì tại sao nó không, cái việc đó cái không giúp cái mùi hương của mình giữ lại? Anh thì một ý kiến thứ hai nên nghĩ là cái thứ nhất là khi mà nước nó bay hơi như vậy thì nó sẽ trong thời gian mà nó bay hơi, nó làm cho trong kim kim loại nó sẽ kết đồng, nó sẽ đồng bộ về cái nhiệt độ. Dạ. Thì nó sẽ làm cho cái cách chiết xuất cà phê khi mà đem mở ra nó sẽ không dùng cái gì được. À, may quá chứ anh ấy thấy được phân coi hết. Dạ, anh chị nào có ý tưởng khác không ạ? Mở ra thì cái hơi nóng nó bốc. À, mất nhiệt độ, theo anh là mất nhiệt độ đúng không ạ? Mất nhiệt độ cũng là một lý do. Nhưng em đang nói về cái mùi hương của cà phê trong cái lúc mình pha. Thì thật sự á, cái người mà được lợi ít nhất trong cái quá trình pha cà phê là người pha. Tất cả những mùi hương mà thơm nhất, nhẹ nhàng nhất, tinh tế nhất thì nó sẽ bay ra trong quá trình này. Và khi mà nó nhẹ hơn không khí thì nó sẽ bay mất khi nó không xuống cái ly của mình. Có nghĩa là chúng ta có đẩy lại thì nó cũng không xuống được cái ly. Cho nên là việc đẩy lại này không giúp mùi hương của mình giữ lại bên trong cái cà phê. À, nó chỉ giúp cho mình là bảo vệ và giữ chỉ vào bên trong. Em ơi, cái phân của ai đi nhá. Không có ai nữa, không ai được hết. Thì mình sẽ đợi trong vòng từ khoảng 4 đến 5 phút thì cái thời gian của mình sẽ giảm xuống rồi. Còn anh chị nào mà muốn thưởng thức cái cà phê nhỏ giọt như trước đó, mọi người vẫn nghĩ thì mọi người vẫn làm thì được. Còn buổi sáng mà ai muốn tiết kiệm thời gian thì làm như thế này. Tuyệt quá. Trong cái lúc đó thì em sẽ giới thiệu về cái sản phẩm Sea Cafe Royal là mình, cái sản phẩm mình đang pha đây. Thì cái này là sản phẩm đã được xay ra thành bột cho dễ dàng dùng cho những khách hàng không phải xay. Nhưng mà cái ở đấy là cái hạt mọi người sẽ pha giống như cái sản phẩm này. Và nó được làm từ phai Robusta, 100% phai Robusta. Nó sẽ khác với Robusta bình thường là nó sẽ có cái sự phân loại ở hạt nhân xanh. Và thứ hai nữa là cái chấm điểm của những cái chuyên gia về thử nếm, và khi mà nó được thang điểm từ 80 trên thang điểm 100, 80 điểm trở lên trên thang điểm 100 thì nó được gọi là phai Robusta. Cho nên nó sẽ là một cái sản phẩm rất là khó làm. Và đi kèm đó là chất lượng của nó. Cái việc phân loại nhân xanh nó sẽ tránh cho chúng ta được những cái hạt hư hỏng dẫn tới ảnh hưởng đến sức khỏe. Thứ hai nữa, những hạt hư hỏng đó nó sẽ ảnh hưởng đến hương vị. Cho nên là khi chúng ta loại bỏ nó ra thì kéo theo đó là cái khối lượng cà phê của mình thu được nó giảm xuống, lợi nhuận nó giảm xuống, nhưng mà giá trị nó tăng lên. Và khi mà chúng ta đã làm xong cái bước đó rồi và áp dụng thêm chế biến và cái phương pháp làm nữa thì nó sẽ cho chúng ta những cái hương vị mới mẻ. Và anh chị có thể quay cái túi cà phê, Sea Cafe ra đằng sau để
ra cái phương mô tả thì nó sẽ có những cái hương vị khá là lạ so với cà phê bình thường. Và chút xíu nữa mình có thể kiểm tra cho xem trong cái ly của mình có những cái hương vị như là mô tả bên trên có cà phê không ạ. Rồi, cái phim em nó đã chạy xong. Đây mọi người xem, bề mặt lúc chạy xong thì nó sẽ bằng phẳng như thế này. Em sẽ lấy ra ngoài. Và đây chính là lúc thơm ngon nhất rồi. Mình ngửi cái mùi hương của ly cà phê đầu tiên nó sẽ thơm nhất tại vì nó chưa bay đi. Mình nếm nhẹ một chút xíu. Và sau đấy mình sẽ uống theo sở thích của mình. Anh chị nào uống không được thì có thể uống không được. Bắt đầu thưởng thức rồi. Có cái phần này hướng dẫn như thế thì mọi người có câu hỏi gì về cái phần làm này không ạ? Nếu bây giờ mọi người có thể đặt câu hỏi sau rồi mình cho hỏi là tại sao mình lại dùng cái bình nước mà có cái vòi dài và một cái vòi nó nhỏ như thế? Và nó sẽ giúp cho cái dòng nước của mình á, cái dòng chảy á, nó tốt hơn à, và nó phân bổ tất cả bề mặt cà phê nó đồng đều, giúp cho cà phê ngấm nước ở trên và dưới cũng như là tất cả bề mặt nước, làm cho cà phê tiếp xúc đồng đều và hương vị đầy đủ. Nó cũng dạ. Suy mình vẫn luôn theo định hướng là cái chọn của mình là phát triển cà phê Robusta của Việt Nam, đúng không? Dạ đúng rồi. Đồng thời thì cái hương vị cà phê, đặc biệt cà phê soda ở Việt Nam còn được bầu chọn là một trong những uống ngon thế giới. Dạ. Nhưng mà một số ý kiến còn bảo là cái hạt cà phê Robusta của Việt Nam chúng ta thì là so sánh với lại cái hạt Arabica. Dạ. Thì họ bảo là ở Việt Nam mình vẫn là một cái loại cà phê rẻ tiền, thì với cái kinh nghiệm về nghiên cứu cũng như trải qua những môi trường để đánh giá ở góc độ chuyên môn như thế nào để sản phẩm cà phê Robusta của Việt Nam mình. Dạ. Và sự so sánh đúng rồi. Thì từ ngay từ cái giai đoạn đầu tiên họ đã đặt sản phẩm Robusta và so sánh với Arabica là đã là sự khập khiễng rồi. Tại vì hai thằng này ngoài tự nhiên nó chỉ là cùng một chi nhưng khác loài. Ví dụ giống như chó Phú Quốc và chó Phú Đô vậy đó, nó không liên quan đến nhau. Và xét theo giá cả thì Robusta là cái bố mẹ của cái Arabica. Thì việc mỗi thằng mang một đặc tính riêng là ngoài tự nhiên rồi. Nếu mà để so hai thằng này là rất hợp khiến. Rồi bắt đầu. Mình lấy cái này ra. Rồi nắp ra. Và cho nó về 0. Rồi về số 0. Cho cái cân tiểu ly nó về số 0 ha. Dạ, cho tất cả thông số về 0. Rồi. Cho này 20 gram. Dạ, mình lấy 20 gram. Rồi, sau đó mình sẽ cho vào và mình xay. Xay đến khi nào nhẹ tay thì thôi. Dạ. Xay đến khi nào nhẹ tay thì thôi. Dạ, đúng rồi. Giống mình nha, mình xay tùy vui à. Mình xay đi, học là thôi. Sao buổi chiều nó chạy nhanh thế nhỉ? Dạ. Dạ. Tôi chỉ như vậy thôi là bình nhanh quá. Dạ không, nó không sao đâu. À vừa rồi không có. Dạ. Chút xíu nữa mình sẽ uống là mình sẽ biết là ly cà phê đầu tiên của mình làm chắc chắn là ngon nhất. Như vậy là khi này mình ra đường mình gặp người nào mà có một cánh tay nó khỏe mập hơn hoặc chắc hơn là một cánh tay khác thì biết là người uống cà phê sai vậy? Mình thấy là chắc là cà phê xay. Nhờ xay hàng ngày cho nên là cái tay nó mập lên, nó trắng chắc hơn. Yeah. Cơ bắp tốt hơn. Cái này tập thể dục buổi sáng. Tập thể dục sáng mà tập có bên tay à? Bên đổi tay. Bên đổi cái tay qua để dạ. Rồi, mình vỗ nhẹ vỗ nhẹ. Rồi, đó xay đây là mịn vừa phải thôi. Dạ đúng rồi. Và trên lúc này thơm nhất là mình phải ngửi. Phải ngửi một cái này vì nó mùi thơm nguyên gốc thơm của nó đấy. Tại vì khi mà chúng ta xay ra
lấy hết tất cả những thứ bên trong cái khoang chứa đó là mùi thơm cũng như là mùi thơm mình nhỉ? Dạ, đúng không? Rồi bắt đầu mình dạ mình cho vào mình cho vào cái cân cũng xét lại bằng không dạ reset về không cho anh xin một bên nước không anh. Đây, reset cái cân lại trở về số 0. Đó, mình cho cà phê vào. Mình cho cà phê vào. Cho cà phê đã vừa xay xong dạ, cho vào đó, pin. Nó vẫn 20 gram. Ờ, nó vẫn còn 20 gram đây, cái 20 gram. Cái máy xay này không có trộn một bên gram nào cả. Rồi. Cho nó về không tiếp ạ. Rồi. Set cho cân trở lại bằng 0. Cái này là sau thời gian mình làm có kinh nghiệm mà đâu cần cân nữa hả? Dạ, nếu mà cân thì mình sẽ tốt hơn tại vì lần nào mình có cái ly cà phê đồng đều cả. À. Anh đã rót được lần 2 chưa? Thì là nước từ 90 đến 96 độ C. Có nước là chưa sôi à không? Để bây giờ dạ, mình 5 phút ạ. Chị đã cho đủ rồi, xong chị đã cho thêm. Nguyên tắc pha là công thức pha là một cà phê 4 nước, tức là 20 gram cà phê thì với lại 80 gram nước chia làm 2 lần, mỗi lần 40. Đó là 40 gram nước đây. Lúc trước là lần thứ nhất là 40 gram nước. Đây. À. Sau đó ta đợi 1 phút. À. Khi rót phải rót đều, rót nhẹ. Dạ. Sau 1 phút thì ta bắt đầu cho thêm lần nước thứ hai, tức là 40 gram nữa. Chuyên gia pha cà phê khuyên là nên đảm bảo đúng cái liều lượng nước và cà phê khi pha, sau đó là tùy đậm lạc thì nhạt thì cho thêm nước. Đó, ok, anh sẽ chuẩn bị rót nước lần 2. Rót nước lần 2 đây. Sau khi cà phê nó nở rồi, bắt đầu rót nước lần 2, nó sùi bọt lên. Rót lần 2 là 40 gram nữa. Rồi, lên 80 gram. Đó. Sau đó mình lại cái nắp lại. Sau đó mình để cái nắp ta lại. Và chờ khoảng 4-5 phút. Việc đậy nắp lại lần này không phải là để giữ cái hương cà phê lại, mà chủ yếu là để cho tránh những dị vật bay vào cà phê và đồng thời cho cái nhiệt độ nước bên trong nó đều, nó không bị bốc hơi nhanh. À, nếu anh chị nào muốn mùi cái mùi hương của cái ly si cà phê thì anh chị có thể dùng cái ly của em. Đây là cái ly ly mỏng. Muốn lắm nhất khi mà gặp Tuấn về xong là mình đi nhìn cà phê. Ờ chị là người không biết uống cà phê, uống cà say mà bây giờ uống được này. À, chút xíu là em sẽ nói về một vấn đề là chúng ta uống cà phê của si cà phê anh chị sẽ không say. Đây, bộ cà phê mới pha đây. Chút xíu là em sẽ nói về vấn đề tôi. Nó có vị đắng đắng của cà phê Robusta ta. Vì đặc đắng đặc trưng của cà phê của ta. Xảy rượu thì mình buồn ngủ, mình đi ngủ được. Xảy cà phê không buồn ngủ. Cái bộ này nó ép tim khó chịu luôn. Không buồn ngủ, nó buồn ngủ, nó buồn ngủ, nó chân ngủ. Ừ, khác hẳn ra luôn á. Sao, không bổ bị sao á? Cái này là đạt tiêu chuẩn này. Nó như thế nào? Nó như thế nào? Cái này là loãng này thì mày cũng đạt tiêu chuẩn này em còn đạt nữa. Ờ, nó khác. Cái mùi này dễ thương lắm. Rồi bác Hà cho biết ý kiến là cái mùi vị như thế nào? Cái mùi vị này nó nồng hơn, nồng nàn hơn. Nó đặc trưng của cà phê Robusta. Robusta cà phê rất là nồng nàn, đậm. Còn cái mùi này do mình pha loãng cho nên là cái hương vị cà phê nó mình loãng hơn rất là nhiều. Đây cà phê sữa. À. Rồi như thế nào anh Vương? Cái hương vị nó thế sao? Rất là ngon anh ạ. Rất là thơm ngon. À. Rất là tinh khiết. Cảm ơn anh. À, cảm ơn. Cà phê sữa rất là đặc trưng cà phê, theo mình cho cái ca sữa vào cái cà phê đặc trưng đúng đặc tiêu chuẩn này, đúng là nó rất là trình. Mình sẽ kiểm tra xem nó xong chưa. Kiểm tra đây là hết nước là xong đấy. Kiểm tra bằng cách là lấy dưới đây là hết nước là xong. Rồi nhớ là lót cái nắp ở bên dưới cái phin để cho nước còn dư tổng lại, nó khỏi chảy xuống bàn. Đó, cách cẩn thận.
đây cái hương vị cà phê. Cái này thì hôm trước cô cà phê nó sánh cô lại. Cô cho tôi nhiều lắm. Hình như là ế hàng hay sao? Bây giờ thì tùy. À, đây là lúc mà người dùng nên ngửi cái mùi cà phê đặc trưng, cà phê tươi mới đây. Nó sẽ có mùi đặc trưng. Rồi sau đó mình tùy mình cho đường sữa vào theo khẩu vị của mình. Theo cái gu của mỗi người như thế nào thì mình cho sao. Thậm chí cho cà phê đá luôn. Đây có mấy bạn là sử dụng là có thể là pha cà phê sữa đá. Cà phê sữa phải có đá, nó mới đặc trưng. Cái mùi, cái hương vị nó rất là nồng lên, chứ là nó có phản hơn. Việt Nam mình nếu mà kết hợp với sữa đặc nó sẽ. Đây là sữa đặc đây. À, theo chuyên gia thì cà phê Việt Nam mà kết hợp sữa đặc thì nó sẽ rất là thơm. Dạ. Rồi, yên tâm cái đá này là bên em dùng máy làm đá cho nên nó rất là chắc. Chị tha cho nhiều quá, cái này là chị cũng cầm. Dạ, thứ nhất là sạch, đảm bảo sức khỏe tại vì tất cả đá này đều qua bộ lọc nước hết. Dạ. À, theo bạn thì cà phê tốt là cà phê như thế nào? Dạ, cái cà phê tốt là cái cà phê mà nó có sự cân bằng, mà những cái vị tích cực như là vị chua, vị ngọt nó tốt và không có xuất hiện vị đắng chát. À, nó không gây sốc gì hết. Dạ đúng rồi, nên không gây khó chịu cho người uống. À, cái chuyện uống và nó phải nhẹ nhàng như vậy. Nếu mà không mất cái sự đậm đà của cà phê Việt Nam. Như là cái gì cũng vừa phải thôi. Dạ đúng rồi, chính xác. Phải có cái đặc tính tốt và nó phải cân bằng. Không phải nó vẫn đảm bảo được cái đặc trưng của từng loại cà phê nhưng mà nó phải cân bằng. Dạ đúng rồi, chính xác. À bạn Tuấn ơi, như vậy cái sự cân bằng nó đến từ đâu? Dạ, đến từ cái những cái phương pháp phá của mình, nó sẽ kiểm soát cái sự chiết xuất dẫn tới là những cái hương vị nó sẽ đến và mình hạn chế được những cái vị xấu. Nó có xuất phát từ cái quy trình canh tác của mình là chế biến không? Dạ, nó tất cả những cái mình làm nó sẽ ảnh hưởng đến cái ly cà phê của mình. À, tức là từ nguyên liệu đầu vào. Đúng rồi, từ ngay cái bước trồng trọt nó đã ảnh hưởng rồi. À. Cho nên chúng bên ly cà phê là có cái quy trình form pha thủ cấp sẽ kiểm soát từ việc trồng đến chế biến, rang xay và pha. Tức là từ khi mình chọn cà phê chất lượng đúng, chất lượng cao. Dạ, và sau đó là cái quy trình pha chế của mình nữa. Dạ. À, phải đảm bảo tất cả, phải đảm bảo cả. Nó là một dây chuyền. Nếu mà một trong những cái mắt xích trong dây chuyền nó sai thì cái ly cà phê của mình sẽ sai. Rồi, cảm ơn. À, Tuấn ơi, dạ. Theo bạn thì giữa cái cà phê mình tự xay và cà phê bột mình mua về thì nó có gì khác biệt? À, như em nói, cái cà phê hạt nó sẽ là một cái khoáng chứa tất cả những cái hương vị tươi mới lại bên trong, giữ lại bên trong, khóa lại. Khi mà chúng ta xay ra thì chúng ta sẽ đem những cái tươi mới đó ra và pha ngay lúc đó thì nó sẽ tốt cho cái hương vị. Còn nếu để ở dạng bột thì nó sẽ bị mất đi hương vị dần dần, nó sẽ kém hương vị. Nên sẽ khuyến khích là dùng cà phê hạt và xay ra ngay lúc đó. À, cảm ơn. Đây là ông bà chủ của Si Cà Phê Si Cấp, hai người đam mê khởi nghiệp cà phê, đem cà phê Việt Nam giới thiệu với thế giới, đặc biệt cà phê Robusta. Cà phê của Si Cà Phê đạt chuẩn Phai Robusta. Đây là một loại cà phê đặc sản thuộc giống Robusta từ vùng trồng có điều kiện tự nhiên phù hợp, cùng với quy trình chăm sóc, thu hoạch, chế biến đặc biệt. Khi thử nếm có hương vị bản sắc riêng và đạt từ 80 điểm trở lên trên thang điểm 100, theo tiêu chuẩn và quy trình đánh giá của Hiệp hội Cà phê Đặc sản Thế giới và Viện Chất lượng Cà phê Thế giới hoặc các đại lý ủy quyền trực thuộc hai tổ chức này. Bà chủ Thiên An nói rằng cà phê Robusta của Si Cà Phê được trồng với quy trình sạch và xanh ngay từ khâu chọn giống. Trong quá trình chăm bón, trang trại không dùng phân hóa học, chỉ dùng phân hữu cơ và phân vi sinh. Khi thu hoạch, chỉ hái quả chín đủ, quả xanh được sàng lọc loại bỏ để không ảnh hưởng tới chất lượng cà phê và tránh gây những tác hại cho sức khỏe người dùng.